Đất Đắk Lắk tăng từng ngày anh chị em, đầu tư lô này chắc chắn thắng 100%. Gần Tết rồi, em chỉ ra siêu phẩm phục vụ anh chị em thôi này. Nếu anh chị em mà chú ý, đất Đắk Lắk cực kỳ hiếm khi nào mà có lô ôm mặt tiền đường lớn như thế này được giao bán. Đặc biệt là này, đường, các anh chị em nhìn này, đường này. Đất đây có một đất thì có một mảnh bên hông, một một miếng đường bên hông, nghĩa là đất là ba mặt tiền này. Đây đây, hông đây này, đấy, được đất mình là từ đây đến dưới kia chỗ người ta hun khói đấy, thì nó có ba mặt tiền đường, một mặt là mặt tiền đường nhựa lớn, đây, đường nhựa liên liên huyện, và bên này là một đường nhựa nhỏ này, một đường đất nhỏ này. Thì mình sẽ đi vào bên hông bên này, bên hông này, bên hông đất. Thì thường ấy, các chủ đất mà có những lô như này người ta sẽ ôm rất là chắc, nhưng mà lô này chủ bể nợ. Chứ bình thường nếu mà không bể nợ thì người ta sẽ giữ, không bao giờ người ta cần phải nhả ra cả, bởi vì đất tăng từng ngày mà những lô như này tăng càng mạnh. Cứ để như vậy thôi, không làm gì nữa thì cứ tăng, ít nhất một năm tăng cũng phải tầm 30 đến 50%. Mà lô này bể nợ mà cuối năm thì ôi rồi. Đất này thuộc huyện Cư Mga, Đắk Lắk, cách thành phố Buôn Ma Thuột chỉ 34 km thôi. Lô đất này tổng là hơn 5.000 m², thực tế thì sẽ là 5.339 m², có nở hậu. Trên đất thì đang trồng đây, mọi người nhìn nhé, đang trồng tiêu và cà phê đang cho thu hoạch. Đất màu rất là đẹp, tiêu cà phê thì cho trái trù phú, đang cho thu hoạch rất là tươi tốt và sai trái, mọi người nhìn này đó. Đất thì có một mặt tiền là đường, một mặt là ôm đường nhựa là 36 m, và hai và một mặt 4 m ô tô đi thoải mái, còn mặt còn lại là mặt 3 m. Đấy mọi người nhìn cận chất này, đấy tiêu điều đường ấy, đường bên hông đấy có cột điện đấy, mọi người nhìn có hệ thống điện nước các thứ đầy đủ này, có đường điện đấy, cây rất là tươi tốt, đang cho thu trái đấy. Đường nhựa liên huyện thì có 16 m thông thương tứ phía, xe tải tránh nhau thoải mái, được quy hoạch mở rộng gấp đôi luôn. Trên 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 bài em có, em lúc lúc đầu video em có quay video đấy, là nó đã mở rộng ra to như vậy rồi đấy. Đây. Hiện trạng trên đất là cà phê và tiêu, cây xanh tốt và đang cho trái đây này. Đấy. Mọi người quan tâm thì liên hệ Zalo em nhé.